Hello, Thắng Minh chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình ngồi đây và mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người một cái tiêu đề là người phụ nữ ở Việt Nam và người phụ nữ ở Mỹ sau khi ly hôn sẽ khác như thế nào. Các bạn có quan tâm về điều đó hay không? Thì mình sẽ chia sẻ vào cái video này cụ thể cho các bạn xem là cái người phụ nữ ở Việt Nam và người phụ nữ sống tại nước Mỹ thì sau khi ly hôn sẽ họ sẽ được những gì ha. Ok, chào mừng các bạn đã quay lại. Thì như cái tiêu đề mình đã nói thì ví dụ như những người phụ nữ ở Việt Nam sau khi họ ly hôn thì bây giờ thì có thể là những người phụ nữ họ ra tòa ly dị đàng hoàng thì họ sẽ được trợ cấp của con của chồng, trợ cấp cho con, nhưng mà hầu như là nó chỉ nằm trên giấy tờ thôi, mặt pháp lý thôi. Nhưng mà còn cái người đàn ông họ không trợ cấp đi chăng nữa thì người phụ nữ họ cũng không có làm gì hết trơn á. Họ rất là nhẹ nhàng, ví dụ như đôi khi là họ còn không muốn cái người đàn ông đó đến thăm con nữa. Tại vì họ đã muốn chấm dứt là họ sẽ không muốn qua lại tiếp cái người đàn ông đó nữa. Kể cả là nghe cái hơi đi ngang thôi họ cũng không thích. Đó, thì cái người phụ nữ ở bên Việt Nam của mình á, là họ kêu bằng dứt tình là đoạn nghĩa đó, người ta nói gì đó. Cho nên đó hả, cái người phụ nữ bên Việt Nam hầu như khi sau khi ly dị là họ sẽ không có gì hết. Nếu như họ giành được quyền nuôi con thì có thể là người ta chu cấp tiền. Nhưng mà mình thấy hầu như là nó báo là chu cấp tiền thôi chứ thực sự ra là không có ai mà đưa tiền cho các bạn ơi. Ví dụ như đôi khi hả, trên cái giấy tờ là ghi là chu cấp tiền, nhưng mà tới lúc mà đưa tiền á, ví dụ như chu cấp 5 triệu đi, nó đưa có 1 triệu cũng không làm gì nó được hết á. Cái điều đó là mình thấy luôn, mình chứng kiến luôn, là những cái người bà con của mình á, là họ ly dị rồi á, đôi khi hả, trên giấy tờ pháp lý là ghi như vậy, nhưng mà tới khi mà họ chu cấp á, họ không có chu cấp tiền thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ nếu như nói tiếng mà đem thư ra nữa, đem qua tòa thư nữa thì phải hầu tòa rồi xử xét rồi tùm lum hết trơn, rồi lần sau nó cũng làm y như vậy nữa rồi làm sao. Tại vì á, bên Việt Nam mình hầu như là họ lách luật được, họ lách luật rất là hay. Và khi mà cái người đàn bà mà họ đã ly dị rồi, họ muốn là thôi dẹp cái ông đó qua bên đi, để cho cái đầu mình nó đỡ phiền toái, để khỏi cần phải suy nghĩ tới cái ông nội này nữa. Mình mệt đó, mình không có muốn suy nghĩ tới ông nội này nữa, thà để cho mình có cái tinh thần thoải mái để mình có thể làm kiếm ra cái đồng tiền khác, còn hơn là cứ dây dưa với ông nội này bực mình giống vậy đó. Họ nghĩ như vậy và họ không có muốn. Đôi khi làm xử cho xong đi, chu cấp thì chu cấp, không chu cấp thì thôi, giống vậy. Nhưng mà còn ở bên Mỹ là khác. Ở bên Mỹ là khi mà ly dị ra rồi là cái người phụ nữ á, họ được chu cấp tiền, và cái đồng tiền đó sẽ rút thẳng từ nhà băng của cái người đàn ông đó qua cho cái người vợ. Mà nếu như cái người đàn ông đó muốn trốn á, là chỉ trừ khi họ làm, họ giữ tiền mặt thôi. Giống như họ làm ở chỗ đó là họ giữ cái tiền mặt thôi, chứ còn nếu như công ty đó mà trả bằng check hay là trả bằng thẻ đồ đó là trong nhà băng nó báo hết. Và trong nhà băng nó báo bao nhiêu tiền thì bên đây, bên bà nội này, bên bà vợ này sẽ được quyền rút hết. Không phải được quyền rút mà theo kiểu là họ sẽ rút trong cái khoản mà bắt ông này phải chi, phải chu cấp cho được một đứa nhỏ. Ví dụ như một đứa nhỏ là bao nhiêu tiền như vậy đó, thì hàng tháng các bạn phải chu cấp đúng cái số tiền đó. Nếu như các bạn không chu cấp đúng số tiền đó thì nó sẽ cho bạn nợ tháng sau. Tháng sau nó sẽ lấy double, và nếu như nợ nữa thì cái đầu tháng sau nữa, nó cứ dồn lên như vậy đó, giống như các bạn chơi hụi hụi chết vậy đó. Không có tiền lần sau đóng chứ không có nghĩa là trốn. Và khi mà mấy cái người ở bên đây á, thì những người phụ nữ đó họ không cần phải đi đòi, và những cái điều đó là chính phủ sẽ làm thẳng trực tiếp trên cái tài khoản của cái người chồng đó luôn. Và nếu như mà cái người chồng đó trốn mà người vợ đó lên tiếng, người vợ đó báo là ừ thằng này nó có tiền mà giờ nó không chu cấp cho con tao gì gì vậy đó, thì hả, nhà nước sẽ lại còng đầu ông đó luôn, cái ông chồng đó luôn. Cho nên đó là lý do là nó có sự khác biệt chênh lệch khá là nhiều. Và thường là những người ở bên đây mà họ ly dị vợ ra rồi đó, họ chu cấp những cái đồng tiền cho con, giống như cái đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ vậy đó. Tại vì nếu như đã không ở được với vợ mình thì mình cũng phải lo cho con mình, tại con đó là con của mình. Đó là đôi khi có nhiều người họ có được cái suy nghĩ đó, và họ tự động tự giác và họ đưa.
Nhưng mà có nhiều người á thì họ muốn trốn á, bắt đầu họ lấy cái đồng tiền đó, thay vì họ chu cấp tiền cho con thì họ lấy đồng tiền đó bắt đầu họ đi cua gái, các bạn hiểu không? Để dành tiền cua gái hoặc là để dành tiền nó bỏ ở ngoài túi xài, giống như bỏ túi xài chơi vậy đó, chứ không không có chu cấp cho con. Thì ở bên đây cũng có một số người là họ trốn và một số người là họ cũng sẽ tự giác, chứ không mà mình không có nói hết tất cả mọi người, nhưng mà nó đa phần nó sẽ có một số này một số kia. Nhưng mà thường á là những người mà trốn á, thì giống như họ làm tiền mặt thì họ trốn được, nhưng mà những người mà làm mà có trả bằng bằng thẻ bằng tín dụng rồi đó là dính hết, cỡ nào cũng không trốn được hết trơn, tại vì cái đó là chính phủ họ đã quản lý rồi, họ đã quản lý cái đồng tiền đó luôn rồi, chứ cái người phụ nữ họ không cần phải nói gì hết trơn á, là cứ hàng tháng là trong cái tài khoản của người phụ nữ đó là sẽ được chuyển thẳng vào để cho lấy cái đồng tiền đó nuôi con, và chính phủ bắt buộc anh phải làm như vậy. Khi mà ra tòa đã xử rồi, ví dụ như xử là anh chu cấp cho con một tháng nhiêu thì anh phải làm đúng như vậy. Chỉ trừ khi là cái thu nhập của anh không đủ thì họ cho thiếu, hay họ sẽ tính bằng cách khác như thế nào đó, hoặc đôi khi bạn kháng cáo bạn nói ừ giờ tôi không có đủ nhu cầu cái gì, mà thường ít khi kháng cáo thành công lắm, cái đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn, trừ khi bạn không có tiền thôi đó. Rồi á, thường là mấy ông nội bên đây á, họ hay theo kiểu là khi mà họ ly dị vợ gì á, họ ít khi nào họ nạp tiền vô tài khoản đó, họ làm tiền đúng không, họ thường mấy ông mà mình quen những người Việt Nam thôi, còn mấy ông Mỹ thì mình không nói đi, cái mấy người Mỹ thì mình không biết tới thì mình không gành, mình không nói, nó mất công đụng chạm lum lắm. Thì những người Mỹ ông Việt Nam á, mình thấy đa số hầu như là mấy ông làm bên contraction đồ giống như chồng mình á, thì mấy ông lãnh tiền mặt, cái mà ông hay hay theo kiểu là không có nạp vô tài khoản, để dành trong túi gì đó, để dành trong túi, còn không thì chi tiêu gì đó cho hết đi, rồi cái thà đóng thuế chứ không 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 chu cấp tiền cho con, cái rồi để dành tiền nó bắt đầu cái xài phung phí, thứ nhất, thứ hai là đi cua gái, lái le với gái đó, là mình thấy là nhiều lắm, cái chuyện đó là nhiều lắm, có ít lắm, có ít thành phần họ tự giác lắm, mà mình chỉ nói bao gồm trong cái phạm vi những người mình biết thôi ha, còn đa đa số nhiều hay ít thì mình chưa có hiểu, chưa có thống kê được. Nhưng mà mình thấy hầu như những người mình gặp là 100 người là hết 80 người như vậy rồi đó các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, thì xác suất thì mình nghĩ nó cũng vậy thôi. Rồi sau rồi cái người ví dụ như ở bên Việt Nam á, thì những ông đàn ông mà theo kiểu mà họ đã ly dị vợ rồi, hầu như là họ không quan tâm tới con nữa, bỏ luôn, họ giống như họ không quan tâm tới nữa, họ chỉ sống với cái người vợ sau và biết con của người vợ sau thôi, còn người vợ trước thì kệ đi, đồ quá khứ dẹp qua bên, giống vậy đó, giống như đồ cũ thì dẹp qua bên, quan tâm chi. Còn cái người đàn ông còn bên đây thì khác, ví dụ như người bên đây á, là họ mà có lấy vợ vợ sau đi chăng nữa thì họ vẫn luôn quan tâm đến con của mình, luôn quan tâm đến đứa con của mình lúc nào cũng vậy á. Và khi mà đứa con đó nó trưởng thành đủ 18 tuổi thì bắt đầu họ sẽ không lo nữa, họ sẽ không cần phải chu cấp cho tụi nó nữa. Mà đôi khi một số người họ mình không hiểu là vì họ tiếc tiền hay là vì họ nghĩ là thôi đưa tiền cho bà nội đó để bà nội đó có tiền nhiều quá bà đi nuôi trai hay sao thì mình không biết, nhưng mà hầu như là mấy ông cứ không thích đưa giống vậy đó. Là mình nhưng mà mình nghĩ nằm ở yếu tố thứ hai là nhiều, giống như là đưa tiền cho mấy má này, mấy má có tiền mấy má đi nuôi trai giống vậy đó, thì mình nghĩ là nằm ở yếu tố thứ hai thì nhiều, cho nên mấy ông không có tự giác, đợi đợi đòi không à, đợi đòi hoặc đợi hăm he, bây giờ ông đưa không, ông đưa tôi thưa ông nha, đó là bắt đầu mới đưa, còn không á là không có tự giác, các bạn hiểu không đó. Rồi những cái người mà phụ nữ mà họ bị ở bên Việt Nam mà họ ly dị á, thì mình thấy luôn luôn thiệt thòi, luôn luôn thiệt thòi. Còn bên Mỹ này mà khi mà họ ly dị là cái người đàn ông phải sợ người đàn bà, rất là sợ người đàn ông, rất sợ người đàn bà, đặc biệt là người đàn bà đó họ đã nắm giữ con. Mà thường ở bên đây là sau khi ly dị anh không không cần biết là anh như thế nào, luôn luôn xét xử cho người đàn bà giữ nuôi con, chỉ trừ khi người đàn bà đó gọi là quá tệ, hút sách rồi này kia thì họ mới không xét cho người phụ nữ giữ con thôi, nuôi con thôi, chứ hầu như là 90% là người phụ nữ luôn luôn giữ con, luôn luôn nuôi con, luôn luôn giữ con. Cho nên hả,
mấy ông là phải tự giác đem tiền về chu cấp, kể cả là anh có vợ rồi, anh có con vợ mới, anh cũng phải chu cấp cho con của anh. Nếu như anh không chu cấp là nó thưa anh ra tòa vậy đó, các bạn biết. Cho nên hả, ở bên đây cái luật của bên đây mình thấy là bảo vệ người phụ nữ rất là nhiều, mà mình rất là thích cái điều đó. Ví dụ như bây giờ hả, họ ly dị ra, họ không giống như là họ phải làm cực lực. Ở bên Việt Nam thì họ ly dị ra bắt đầu họ phải làm rất là nhiều cực lực để có thể đủ khả năng để lo cho con mình có được cái cuộc sống tốt hơn, và có được cái con chữ để đi đến trường, được có con chữ với người ta. Nhưng mà bên Mỹ này, nếu như mà các bạn là một người phụ nữ sau ly dị mà các bạn không có được cái người đàn ông làm trụ cột gia đình đó, thì các bạn có thể đi đến nhà nước, các bạn xin là bạn là một người phụ nữ không có chồng và đang nuôi được con nhỏ, thì họ sẽ cho bạn những cái ích lợi của người phụ nữ được nhận đó. Thì ví dụ như được tiền trợ cấp, người cho con đi học, người khi mà bạn cho con đi học thì họ sẽ cho tiền mình chu cấp cho đứa trẻ đó hay gì đó. Nó rất là nhiều quyền lợi, và thường là mình thấy là ở bên Việt Nam thì chưa có điều đó, tại vì có lẽ như cái nền cái nền không phải nền văn hóa mà kêu bằng cái nền kinh tế của Việt Nam mình nó chưa đủ mạnh để có thể làm những điều đó. Thì mình mong là một sớm nào đó có người phụ nữ mà ở Việt Nam mình, nếu như có nền kinh tế mạnh phát triển thì có được những điều này thì quá tốt cho người phụ nữ. Ví dụ như sau khi họ ly hôn thì họ sẽ nhẹ nhàng hơn và họ sẽ đỡ phải mệt mỏi hơn nếu như mà phải gồng gánh nuôi con và còn phải lo học hành nữa. Tại thường nếu như bên đây mà cái người phụ nữ vậy là lúc mà con họ đi học thì họ chỉ đóng ít lắm, rất là ít tiền, mà họ còn được chu cấp tiền này tiền kia nữa. Nhưng mà còn bên Việt Nam thì chưa có những chính sách đó, mà mình mong là sẽ sớm có những cái điều đó đi, để có thể các chị em phụ nữ sẽ đỡ khổ hơn. Là đặt thì mình cầu mong được như vậy thì cũng làm cho những người bà con dòng họ của mình còn sống tại Việt Nam và những người đó mình gọi là chị, là em, là anh của mình, để có thể nó kêu bằng nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, và cuộc sống nó có thể dễ dàng hơn so với những cái hiện cuộc sống hiện tại bây giờ đó. Thì hả, mình có một chút xíu thông tin là muốn chia sẻ với tất cả mọi người, thì mong là những cái điều này các bạn cảm thấy thú vị. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình và cảm thấy thích video này, nhớ like cho mình một like và để lại comment bên dưới để nêu cảm nghĩ của mình về cái cuộc sống Mỹ và những điều mình đang chia sẻ đây. À, nếu như các bạn cảm thấy mà có một cái điều gì đó thắc mắc hay muốn hỏi mình cái gì đó thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Cũng như là bấm cái chuông á các bạn, kế bên cái chữ subscribe để nhận nhiều video hơn. Và khi mà mình livestream thì các bạn có thể thấy và lên tâm sự trực tiếp với mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye, và hẹn vào những video sau. Bye bye.